Rồi chào anh em chú bác mình nha. Thì mình clip clip này mình đăng clip thứ hai, anh em mình đăng song song với cái clip cái máy rửa xe với cái dây hơi ha, máy mài hay đó. Thì mình tắt clip ra để mình rút ngắn thời gian của mọi người, để anh em thích cái nào thì anh em xem cho mua cái đó ha. Hình thức mua bán của mình nhắc lại nha, những món hàng trên tay thì có những hàng giá trị thấp 100.000, hàng 100, 150, mình không bao gồm phí nha anh em. Anh em mua có thể là mua kèm thêm và mình sẽ nói rõ trên đây cụ thể. Thì hôm nay có một ít đồ nghề linh tinh nha, nói chung đồ nghề các kiểu con đà điểu hết, máy khoan vít, máy cây khoai cây vít cỏ thôi. Thì chung vít cỏ thì tiền nào của nấy, có vài trăm thì anh em về mua về dùng đi làm ha. Đợi mấy con đợi cao rớ vô mới công về sửa, mất thời gian lắm anh em. Đây, những con máy hàng thì xe pin thì hôm trước mình bán hết ha, thì mình vẫn có đặt hàng cho những anh em chứ bác mình có nhu cầu về tự hàng. Mình có nhận làm biến áp 1000E cho khách nghe anh em, đang làm xong mình view cụ thể cho anh em 1000E nó mạnh hơn cỡ nào. Để 1000E thì nó cũng hôm trước mình bán 2.650.000 biến áp 900E ha, 2.650.000. Thì 1000E thì nó đắt hơn khoảng 200. Bây giờ mình quấn lại đồng to hơn, giờ biến áp thì nó cũng đội chi phí lên tí xíu, nhưng mà đổi lại công suất nó sẽ rất là mạnh. Hôm nay cũng chưa hết tháng giêng, với anh em chú bác mình đã đi làm hết chưa. Anh em nào cần gì thì mua đó nha. Sửa chữa pin cho anh em mình vẫn làm đều nha anh em, sửa lại những cái quả pin zin, đóng lại cho sạc adapter mấy quả benzin khách gửi ha. Pin rau bi, trong là pin gì cũng được ha, anh em cần liên hệ, còn việc nhiều việc bán mình không có phô trương lên hết. Rồi trước tiên bán cái thùng đồ nghề này, bán anh em là 350.000 có một cái à. Chung thấy cái nào hay thì cũng hợp lý mình mua về cho anh em về sử dụng ha. Anh em chuyển khoản cái này thì báo phí nha. Cái thùng này còn rất là đẹp nha nè, nó có bị tróc sơn tí tinh cái mặt này và cắn li ti thôi chứ nó không ảnh hưởng gì hết. Nó dài qua đây là 36-35 hơn, là 3,5 tấc nha. Đây nó cao khoảng 17 cm. Thì ngang bên đây nói chung cái thùng này nó cũng không lớn và không nhỏ, đây 14. Matsushita, Awashita vậy đây, Racing, đóng chữ Sony đi nữa. Anh em nhìn kỹ nha, không có lỗi gì hết nha anh em. Đây, chết ngang bên trong. Cái này có một cái là nó bị mất đi một cái miếng này, miếng chặn đồ nghề anh em. Thì cái lá này nè, anh em có thể về chế thêm mắt một thanh như này, 350.000 nha anh em. Này đựng đồ nghề bá cháy. Chuyển khoản bao phí vận chuyển nha. Rồi nhìn bóc cái nào anh em chú ý cái mã giùm mình. Mã số 14 mình bán 300.000. Cái này nói chung là mình hai cái mình mua để cái này về lấy công tắc, tại con này thì nó bị mất cái công tắc ha. Hàng 100W bao sóng nha, con này là 200W là nghe nè, xua của Nhật Bản nha. Anh em về lấy cái công tắc này qua nghe, cái này mình coi như cái xác đi, nhưng mà còn dây trở xứ này nọ ha, mình không có bao sóng với cái thằng này đi, mình cho là mình lấy công tắc, lấy qua này đi. Cái này nó có sử dụng rồi anh em, mình không có vệ sinh luôn nè. Cái này nó cúp chữ L. Cái này nó có sử dụng nước nha. Khi mà trợ xứ này anh em cắm điện 100V đốt vào đây, nó đỏ như cái lò lửa đây nè. Đốt và nó nóng kinh khủng lắm nha anh em. Cái này thì nói chung là một cái bao sóng, còn cái này để cho anh em lấy linh kiện, còn anh em muốn dự phòng con trợ xứ này thì anh em lắp qua những thiết bị khác, những mẫu hàng khác thì ok lắm. Con này thì 100W lấy công tắc qua ha, còn dư một số thiết bị, dư một số linh kiện thì anh em để có dùng gì dùng.
14.300 chuyển khoản bao phí. $13.300.000 là bán kèm cái inverter 100W. Cái này mình bán nhiều nha, anh em muốn mua rồi thì vẫn có nha, cho anh em nha. Hàng mới 100% khi sử dụng nha anh em. Hổm mua cả 100 cái bán dần anh em ơi. Mua một lô. Anh em xài máy pin hoặc dùng gia đình thì anh em nên sắm một bộ như thế này. Cái cần anh em cấp một cái ắc quy thôi, điện áp từ 12V trở lên là nó ra điện 100V chuẩn ha. Hoặc lấy cục pin 12V cũng được. Lưu ý cái này là dây cộng, giờ này bên đây là dây âm ha. Cộng thêm cái mỏ hàng này là 80W. Giờ mình chưa đánh luôn nha nè, để xin. Nó cũng sử dụng nước thôi, cái đầu đồng gọi thinh nè. Con này giống chưa sử dụng luôn. Cán gỗ nha, dây là dây zin nó luôn. Dây nó cũng dài. Con này là hàng nội địa Nhật hết nha nè. Còn BNL này cái thương hiệu của Nhật, nó cũng sản xuất ở Trung Quốc, sản xuất trên nhà máy Trung Quốc sản xuất đem về Nhật bán ha. Mã số 13.300. Chuyển khoản bao phí. Mã 12 mình bán 180.000. Cũng cái mỏ hàng 100W và một con 100W. Con này nhìn nó ngoại hình hiện còn cực mới luôn, sử dụng dây màu xanh cho một đồng màu luôn. Này có sử dụng rồi nha, anh con thợ sứ nó đốt nóng hai bên đây nè, anh em thấy không? Nó nám luôn rồi, thấy không? Cái này là cái đồng nó nghe nè, là như nó có phủ một lớp ngoài nè. Anh em muốn dùng mỏ thẳng nó làm cong cong tí xíu nè. Anh em muốn dùng thẳng anh em lấy búa đập ra. Tại vì này nó bằng đồng nha. Cái này mình cứ cần mình đo trở là mình biết nó là sống chết nha anh em. Nếu mà nó không lên là nó sẽ bị ngẫm liền. Mình đo trở ra đây trực tiếp cho anh em xem luôn. Nếu mà mình đo không này, lên là sống. Còn không lên là anh em cắm lộn điện đó. 180.000. Anh em muốn mua kèm theo thì 150 nữa nha. Cái inverter 12V 100W. Này mã số 3, 600g chì bán 450. 450 ha, chuyển khoản bao phí. 600g nha, này chì lớn. Có này chì khoảng 2 ly nè. Có này chì hơn nữa nè. Chung là dùng đồ lớn nha anh em. Chì này chì bản Nhật luôn nha, chứ không phải là chì Việt Nam mà. Cái cuộn này thì khỏi tính đi. Dây này anh em mình hàng thử cho anh em xem. Cái này anh em hàng gia cố tải thì thôi tuyệt vời luôn nha. Đó. Phải sử dụng chì lớn, anh em sử dụng phải trên mỗi hàng trên 60W nha. Để mình lấy mình xi thử cho anh em xem trên cái bảng mạch này nè. Bảng mạch này nè, mình dùng mình xi gia cố tải hay là anh em muốn hàng máy pin cũng được nha. Anh em cho nó thêm miếng nhựa thông. Nè. Đó. 60W nè, anh em thấy là tại vì cái cọng chì này nó to nha. Vô là nó sẽ gia cố tải thêm. Này hàng đại nha. Gỡ không có ra đâu. Bao cắt luôn á. 6 lạng nha. Có cụm chì này chắc khoảng 3 ly có. Chì này chì gì mà xịn, là như nó có khắc chữ trên đây luôn em. Như nó có khắc chữ trên đây luôn. Sử dụng cái này anh em phải mấy dây thì to này, anh em phải sử dụng công suất watt nó to một tí, 60W này. Đó. Bóng chì này bóng nha nè. Rồi 6 lạng 450.000. Chuyển khoản mình bao phí nha. Nhiều mối hàng giá trị thấp mình không có bao phí nổi nha. Nhiều khi mối hàng nhẹ nhẹ chứ cũng phải một tốn mười mấy ngàn tiền ship không thu hộ. Thì mình sẽ hỗ trợ anh em 450-600g.
cái này mã số 4 bán 250. Một cây tu vít điện nha, một cây tu vít tự động. Vừa thử điện vừa dặn như tu vít nha anh em, vẹt xeo. Trong đây nó có bóng đèn nè, khi mà anh em sử dụng điện thì nó có đèn nó sẽ sáng. Nếu mà anh em sử dụng gì chạm vào dây nóng á, lưu ý đừng chạm với sắt nha. Kèm theo một cái mũi cộng, một mũi trừ, một mũi cộng, anh em cứ việc thay đổi. Thay đổi qua lại. Một cái tu vít tự động và kèm theo một số mũi vít để dặn để sử dụng. Tu vít tự động này mới như chưa xài luôn nha anh em. Tu vít này như của Sinlat hay gì. Cái hàng Nhật này anh em biết là những cái tu vít nhỏ nhỏ này chứ nó bán là 200 mấy chục ngàn một cây á. Bật ở giữa là bật như tu vít bình thường ha, còn bật lên bật xuống là đảo chiều tự động. Nhìn này nó mất cái tem nè, thằng này không biết cũng là của Nhật mà không biết của thằng nào. Cái bao bì nó vẫn còn nè, nhưng mà hơi cũ thôi. Vì khi cái này lụm rời về cho anh em có đồ anh em xài á. Mấy cái ví dụ như mấy mũi vít này nè. Vậy chứ mua 50 ngàn á. 250 nha anh em, mã số 4. Chuyển khoản bao phí. Này anh em làm nghề hoặc sử dụng gia đình tuyệt vời. Dặn khó mà hư. Nó đầy đủ mũi hết nha anh em. Trên đó thì nó dính mũi BS2 rồi, trên đây BS1, BS3 luôn, dấu trừ lục giác có luôn. Cây này là cây nối dài ra. Còn mấy cái này cũng vậy, dặn anh em dặn cái nước hư ổ điện thôi, còn hư ốc tán thôi chứ nó không có hư mấy cái này đâu. Số 4 250. Số 10 100 ngàn, không bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Cái này dành cho anh em chắc đo gì, đo mấy cái vật liệu quý để tránh trầy xước. Thay vì những cái thước bằng kim loại thì anh em đo nó sẽ bị trầy xước. Cái này thước bằng nhựa, cái này cũng chưa sử dụng, nó có cái hộp đây luôn. Thước bị dơ nha, số nó chuẩn lắm nha anh em. Ví dụ như đồng hồ. Anh em đo đồng hồ mấy cái vật liệu nào nó tránh bị trầy xước á. Đó. Cái này chưa sử dụng. Chắc cũng có quá. Ông nào cũng ghi cái tên đây nè. Nhật ghi cái gì nè. À, chắc có sử dụng nhưng mà nó còn cái bao bì nữa. 100 ngàn, chuyển khoản cộng thêm mua thêm đi anh em, mua thêm mã đi. Mua thêm gì nữa đi ha. Không chuyển thêm 10 ngàn, 101. Chuyển khoản mình bao phí. Cái này mà phải gói sớm á, để tránh tụi nó quăng nó ném nó để gãy cái thước nó công đền nữa. 10 trăm. Số 9 150, chưa kèm phí. Chuyển khoản thì chuyển 160, còn không mua thêm mã nữa, mình bao chuyển khoản mình bao phí. Một cây cưa sắt, cưa ống nước, cưa rất là xịn nha anh em. Cái này bằng nhôm, cầm rất là nặng tay, hơn gan tay mình nó khoảng 25, dư khúc là khoảng 25. Cưa này chắc của Somat thằng nào ạ. Cái thằng này bằng nhôm nha, nó sử dụng cái lưỡi zin của nó nè. Kèm theo này cái, kèm theo một mớ nữa, 5 cái lưỡi dự phòng. Như đây là anh em dùng cực kỳ lâu rồi. Cưa ống nước, cưa sắt trong phạm vi vừa thôi. Nó không kiểu như cái lưỡi này nó dài khoảng 17 nghe nè. Đó, chưa sử dụng. 150 mã số 9. Mã số 2 180 ngàn. Này mấy cái bộ mũi á, mài khuôn á anh em. Cái này là zin nguyên bản của nó, là này mấy chui này chui lục giác nha. Có một sự 1 2 3 4 5. 5 mũi này của Eastman. Có mũi này nó bị dỉ, nó hơi bị nè. Kiểu như hơi bị không được đẹp cái phần này anh em. 5 mũi dành cho máy bắn vít. Cộng thêm hai cái mũi này, mũi 7 là hàng này, hàng xịn luôn này, của Đức của Nhật kìa nó làm anh em thấy. Cái này mình bán 30 ngàn mũi ha, bán kèm theo cái này thì 180. Cái này hở một bịch cho một cả 100 mũi mình bán hết anh em. Giờ còn như đầu tròn không à.
À, anh em thấy nó xịn, cốt 6 ly. Cái này anh em là dùng trong máy khoan còn được ha. Còn hai mũi này dùng máy khoan, còn mũi này thì lục giác kẹp máy khoan được. Còn còn thằng này thì anh em dùng vào máy móng vít để mài. Và kẹp vào máy mài khuôn cũng được. Này có 6 ly 35 mà. Như hình 180.000. Mấy cái mũi này kiếm rất là khó nha nè. 2 4 6 7 mũi. Cái này chuyển khoản bảo phí luôn. Mấy món 100 150 thì không có bao nổi anh nè. Mà số 2. Mà số 1 180. Bộ mũi khoan con bộ thôi. Còn anh em muốn mua mũi cỡ nào mình cũng có nha. Mũi Đức, mũi Nhật có hết, bán theo mũi. Còn bán bộ thì bán khác. Hai mũi này 3 ly 4. Một mũi dài này. Unica. Mũi này cũng chưa sử dụng anh em. 3 ly 4. Mũi này một mũi dài này nó 3 cạnh. Mũi này mũi mới, mũi này cũng chưa sử dụng, mũi bãi. Nhưng mà dùng tốt nha. Mũi này 4 ly 8. Anh em mua những mũi mới đây là cũng khoảng 50.000 mũi, là mấy mũi nhỏ. Mũi này 6 ly, đúng 6 ly cũng Unica mũi bãi. Mũi này 8 ly rưỡi và 10 ly. Hai cái mũi này của Đức nha nè, Hinti, mũi này mũi của Đức, Made in Germany. 10 ly. Mũi Hinti này 8 ly rưỡi. Mấy thằng này lì lắm anh em, khoan bê tông rồi bình thường, không có nhúc nhích gì nổi, nó khó hư lắm. Mấy cái mũi này nè, đắt nè. Anh em mua mới đây là trên 100.000. 246 mũi khoan như hình nha anh em. 2 mũi 3 ly 4, 1 mũi 4 ly 8 và 1 mũi 6 ly. 8 ly rưỡi và 10 ly. 180.000. Tính ra 30.000 mũi nè. Có lớn có nhỏ, mua mới mua không nổi đâu. 88 mã số 1. Mã số 5 250. Một cái thước này, cái thước này lâu lắm rồi. Cái này làm nghề mấy anh làm mộc cơ khí thì cần. Này của Sinwa hay nào đây. Một bên đo hệ in. Một bên đo như này, nó đo hệ in đó nha anh em. Hàng chuẩn nha. Một cái thước dài 15 cm. Số chuẩn bên đây có thông số đổi các kiểu cho nó anh em luôn ha. Ví dụ 12 ly 7 là nó bao nhiêu á, 1/2 là bao nhiêu, nó đổi ở đây ha, thông số đổi á. Một cái thước này nó lạ nè, rất đáng tiếc là mình mua về mình đi dọc đường nó bị rớt cho nên bị cắn cái góc, cho nên bán quầy vốn cho anh em đó nha. Cây này anh em biết là mới chưa sử dụng mà cây này nó rất là quý và lạ nè. Có thể đo các kiểu hết. Cái này bên một cơ khí gì đây, đo các kiểu luôn nha. Anh em nhìn này thì các em có thể hình dung ra, chứ mình không trong nghề mình không có biết. Ba cái thước này 250.000, chuyển khoản bao phí. Mã số 5. Mã số 7. Lần đầu tiên mới gặp một cái kéo bíp làm thủ công 250.000. Cái này anh em có thể cắt tỉa bonsai luôn nha. Cắt tỉa bonsai luôn. Cái này mình đính để dành mình cắt giấy gói hàng đồ anh em. Nhưng mà thấy nó phí quá. Nè mình cứ cắt còn dính băng keo luôn nè. Cái này anh em dùng cắt dùng kéo bíp là tuyệt vời luôn nha. Kéo này tại vì mình cắt giấy mình không có mài bén. Cái này dùng trong những anh em mần cá hay là mần dùng trong bếp được cắt đồ rồi thôi. Cắt một phát một là nó bén kinh lắm nha nè, chứ không phải nó đơn giản. Cái này là chưa có mài đó. Này có thể cắt bonsai thì tắt tỉa bonsai được luôn. Kéo thủ công nó y như kéo chợ đúng không, nó y như kéo chợ.
nó dài 22.5 nha anh em, 22. Tại nhiều khi qua camera anh em nhìn nghiêng chứ đây mình nhìn thẳng là 22.5 nha. Vừa dài cho ta. Nè anh em thấy cái lớp ram của nó không? Trong đây nó làm lõm nha. Thép của Nhật nó tươi, nó có thép xịn lắm. Còn kéo Việt Nam đây chắc 20-30 ngàn cây. Kéo này lần đầu tiên mới gặp luôn nha anh em. Bán đồ nghề rất là lâu rồi mới gặp cây đầu tiên. 250 mã số 7. Ba cây này 500.000 đồng. Một này con dao đề 3 nha anh em, còn hai con này anh em về làm cán lại. Ba dao đề 3, dao nhỏ này anh em có thể cắt gọt trái cây. Nó dao đề 3 bên Nhật là chiên mặn cá, cá gì, cá ngừ rồi đó. Hoặc là mình ở đây giờ mình dùng đa năng, mình có thể băm tỏi, băm đồ thịt rồi ha. Cái này dùng người dùng tay phải hết nha. Mất tiêu cái thước kẹp. Một con dao thủ công của Nhật, một con dao ti nhỏ như thế này là giá không mới không dưới 1 triệu đồng nha anh em. Anh em mà chơi dao Nhật thì anh em cũng biết. Còn như mấy anh mà xài dao chợ thì đừng có, thì nói những sản phẩm này nó là siêu đắt. Dày 3 ly. Cái phần này thì nó được 10 ly rưỡi, 10 phân rưỡi. 10 phân rưỡi nha. Đây nó 3 phân 2. Cái này khâu sừng nha anh em. Một con này là còn hoàn thiện nè, chưa có mài bén đâu. Hai con này nè anh em, của Nhật hết nha. Cái này là như nó sử dụng là bằng thép ghép hết. Một con dày, một con mỏng nè. Con dày dày cho khoảng 1 phân. Con này nó đóng mộc ngôi sao, phần này nó làm lõm vô. Dao thủ công của Nhật thì anh em biết, bên Nhật thì nó làm bằng thủ công nó rất là tinh xảo. 6 ly. Còn thằng này, con này nặng à. Con này anh em làm cán là anh em bậm thịt là bá cháy luôn á. Gần một phân ha. Dao thì hở mình bán dao nhiều lắm. Giờ bán cũng cạn rồi. 48. Thằng này 53. Chiều dài này hình tấc 6. Thằng này cho hơn cái thước này nè, nó tấc hơn tấc 7. Đây tấc rưỡi rồi. Chưa tính hai phần này. Hai phần này phần dư á. Về là mài sử dụng là siêu bén luôn nha, làm cán lại hết. Cái phần cán này thì nó cho dù nó gãy luôn, anh em hàng vô anh em làm ấy tiếp thì vẫn được. Mã số 8, 3 con này 500 ngàn. Dao xịn sò luôn, xài mười một 250. Này cho anh em thêm một cái lưỡi, một cái cây dũa cưa nha. Dũa cưa này tắt dũa còn tốt nha nè, nó có bị mẻ tí xíu nha này đó. Một cái lưỡi này còn bán khoảng 80%, 80% hơn tính 80 thôi. Lưỡi này lưỡi gươm boy nha, 2 tấc mốt. Anh em biết một cái lưỡi gươm boy này là hơn 200 ngàn. Một cây cưa này chưa sử dụng XK11. XK11 nó có ở sản xuất ở Đài Loan và ở Nhật và Trung Quốc có luôn. Cái lưỡi nó cưa này làm như cái lưỡi cưa sắt, cưa sắt, cưa nước, cưa cây khô. Phải cái lưỡi nó mình chưa sử dụng nha. Ngày này là máy Japan chưa có rửa luôn nha anh em. Hai tấc mốt nha anh em, lưỡi 2 tấc mốt là nó tính cái phần lưỡi thôi đó. Đây nè, dài ra đây thì anh em nhân đôi ra 2 tấc mốt, 2 tấc mốt là 4 tấc 2. Anh em muốn cưa gỗ cây tươi thì anh em dùng thay cái lưỡi này vào cưa cây khô, dùng này cưa ống nước, cưa sắt hay gì đó, anh em dùng cái lưỡi zin này. Cây này để cho anh em vào có thể thay để dũa lại. Anh em kẹp vào cái ê tô anh em dũa nha, chứ đừng để cho nó rung lắc hay là nó gãy cái dũa cưa này đó. Cái dũa này của Đài Loan không, là nó hàng ở đây nó bán dũa Đài Loan không là 170 ngàn một cái. Cái này là dũa bãi Nhật.
mã 11 250. Anh em muốn mua cũng có nha. Này dài thì 100.000, bự thì 150. Có cái chưa sử dụng luôn là bển nó bỏ rồi nè, như mấy này là chưa sử dụng nè. Đó, mấy anh xài cái cưa này anh mới biết giá trị của nó. Mã 66 250, một cũng là một cái cưa, cưa này Evalue sản xuất Gia Băng luôn, 2 tấc mốt luôn anh em. Này lưỡi thô, lưỡi này còn cực bén nha, cưa lướt thôi, tại mình đánh ra nó bị nước anh em, mình đánh ra quên nó vẫn gãi cái mũi chứ nó không phải bị gì hết, gãi cái mũi. Bao anh em cực bén luôn á, nè anh em thấy không, nó gãi một cái mũi dư đây ngay chót đầu. Cái này vậy cán còn cực đẹp luôn anh em, tại vì nó ớt không rỉ. Mà là cưa cây giường anh em đi là khỏi phải chê, kèm thêm hai cái lưỡi. Cái lưỡi này anh em về làm cán nha, hai cái lưỡi này như chưa sử dụng vậy đó. Này anh em làm cán để cưa cây giường, thiết kế cong để ôm cây anh em cưa khỏi chê luôn. Này chắc khoảng 2 tấc 7 á. Thằng này 2 tấc 4. Mắc in da băng nha. Cái này anh em cưa cây lưỡi thưa thì anh em cưa cây tươi ha, còn lưỡi nó mịn như thế này anh em cưa cây khô. Cây tươi thì nó hơi rít, vẫn cưa tốt nhưng mà vẫn cưa hơi rít, nó không bằng này, này nó ăn lẹ hơn. Cơ bản nó là vậy nha. Thằng này cưa cây tươi cây khô thì thoải mái. Mã số 6 như hình là 250. Nãy giờ không biết mã tới mã số mấy luôn. Mã 15 anh em, mã 15 bán 150. 16 450. Quên anh em muốn mua mấy cây đột này không, mình bán cho 70.000 một cây. Cái này là đa phần như mới chưa sử dụng. Nặng lắm anh em, đột cơ khí. Anh em để đục ví dụ như đục cái gì mấy cái chốt hay gì đó. Hàng xịn sò không? 130 yên. Đó, này nó bán tầm 70 yên. Có phải mấy cây này nó thứ tui đen đen là nó có cây này làm như nó chưa hoàn thiện, nó bỏ nó có cái dấu như khắc cái chữ nó còn hơi mờ nè, cái dấu y chang luôn nhưng mà chữ nó khắc hơi mờ, chưa sử dụng như này. Đầu trên đây là 3 ly, tầm 3 ly. Anh em muốn dùng để lấy dấu á, làm lấy dấu sắt ha, làm gì đó thì mình có thể là mình mài cái này phần này nhọn lại, còn này để đột của đồ á, ví dụ như cái mắt sơn đi. Mình lấy ví dụ như cái mắt sơn đi, anh em lấy cái này anh em đục ra. Còn anh em làm trong cơ khí, anh em lấy cái này anh em gạch lấy dấu, tại vì nó bằng thép nó sẽ ít có bị hao mòn. 70.000 cây, có thể mua kèm nha anh em. Có mấy cây thì có mấy cây lấy dấu này thì bán 50.000. Có mấy cây nè, cây lấy dấu có sử dụng lướt của Nhật thôi nha, không có Trung Quốc đâu. Cây này bán này chưa có pin 150. Anh em muốn lên một xe pin thì với mạch nữa 100.000, ủa 50.000 nữa là 200, không bao gồm phí ship nha anh em. 150 lấy đáy cơ một xe pin màu xanh, kiểu này xanh gì, xanh ngọc. Còn cũng rất là ok nha. Nói chung mấy con này là không có gì để chết hết, tại nó có sử dụng một xe pin cấp nguồn vào là chạy. Mã 16 bán hai cái máy IQ này là 450.000, một con một cell và một con 14V 4 cell. Cái này là zin nó còn sống chạy luôn, chưa có tháo mở gì hết. Con này còn đẹp nha anh em. Một pin zin nó 1.3A thì đủ dùng một ngày, con này còn khá là ok. Không có kèm sạc nha. Con này nó xài hoàn toàn bằng nhôm sắt, tại mình có tháo ra rồi. Và đặc biệt mấy thằng này hàng châu Âu này nó có
Thằng này cũng có cái mạch một ếch trong đây luôn nha anh em, một con. Còn anh em muốn mua dùng sạc thì anh em mua cái sạc đa năng á, mua cái sạc đa năng sạc từ 42 cho tới 18 volt luôn vẫn được. Con này 14 volt, hình thức thì không đẹp, dòng tua tối đa nó là 1400 nha anh em. Cấp 1 350, cấp 2 là nó tới 1000 ngàn mấy đây, để mình pháp lại coi, 1200. Ngàn 200 dòng, cấp số 2 thì 1200 và có cấp trượt. Chung làm đồ nhựa, mấy anh làm quảng cáo hay này nọ, mình này nọ thì mình dùng cái con này là tuyệt vời lắm nha. Nó có mặt sẵn, anh em đỡ tốn tiền mặt, 40-50 ngàn. Anh em muốn đóng pin mới thì mình đóng lại, liên hệ mình đóng lại nha. Bán hai con như hình, hình cái cao su nó có bị xây xước nha nè, con này. Rồi hai con này 450, mã 16, mã 16 hai con nha anh em. Chuyển khoản bao phí, mã 17, 450. Con 6507, cái này nó nè, nó bị tróc cao su là mình lột ra nè. Con này được cái đa năng, 3 chức năng, kéo xuống là có búa, cấp được đầy đủ. Để mình lấy cục pin. Thân máy vỏ pin 450, nó rẻ hơn, như đóng cục pin lên nữa có vài trăm ngàn. Xịn hơn hàng tàu nhiều. Dùng con này 4-5 năm là bình thường. Mấy anh làm quảng cáo, làm dùng có đồ nhựa, đồ gỗ, đồ mộc đồ đó. Con này kéo xuống có búa, kéo lên cấp trượt hoặc là khoan ha. Chế độ khoan ở đây. Đó. 450. Thân máy dỡ pin nha anh em, 17. Con này 18 nha anh em, cái viết hết mực nữa. 18 nha, 450 con boss 12 V, chưa vệ sinh nha anh em. Motor nhìn còn sáng lắm, bao chạy, thân máy vỏ pin 450. Con này đẹp 550 nha anh em, thân máy vỏ pin 550. Con này con kia nó là một thứ, nhưng mà con này anh em thấy nó đẹp khoảng 90%, rất là đẹp, tem mát vẫn còn. Cái này là pin test nha, lưu ý thân máy vỏ pin. Cái này anh em muốn đóng chừng 3 cell 40T thôi, với mặt nó khoảng hơn 200 mấy nữa thôi là anh em là có máy anh em xài rồi, mà máy xịn nữa. Con này mã 19, con đẹp. Con này 19 nha anh em. Năm trăm rưỡi con đẹp. Con này 450, thân máy vỏ pin, nói chung ngoại hình xấu thôi, motor thì mình chưa vệ sinh gì hết nha. Không một chi tiết lỗi nha anh em. Mua bãi mua mù chứ về bán cho anh em là đâu có một chuyện mù đâu. Nhiều khi rủi ro sửa hoài tối ngày luôn. Đâu phải anh em mua cái nào vậy cũng sống, nhiều khi về cái mất thắng bắn lỗ. Mất điều tốc bắn lỗ. Thân máy vỏ pin nha, con 6450, con đẹp 550. Còn pin bọng thì mình không có giới thiệu nhiều. Đóng cục pin anh em xài mấy năm thì không ai hư hao không hóc hết. Nay sẵn đây giới thiệu cục này, PS40, pin siêu xả, các pin cao cấp ha.
Cục pin này bán cho anh em 1 triệu đồng, mạch đổ lại xài xả trực tiếp hoặc là đổ phép, chứ mà để về là anh em xài thôi, khỏi xài mấy cái pin cao cấp này làm gì. Tại nó xả 80A 2 hạng lên 160A thì anh em mà kiểu như xài đấu qua mấy cái mạch tàu này thôi, nó là khỏi xài được cái pin này làm gì. Anh em xài 40T này nọ thì ấy, tại vì nó không phát huy hết cái công suất mấy con phép này 80A chứ tải đâu nổi, cỡ anh em đem mà tải nặng là nó sẽ bị bứt mạch hết. Con này mình đóng cho khách, mình đóng để cho khách trải nghiệm thôi anh em, mình độ mấy con phép sạc lại, câu thêm mấy con diode để chịu dòng thêm, để dòng nạp vào 5A vẫn bình thường. Nó mạch zin này anh em sạc 5A lẫn trái liền, trái mạch. Pin này mình bán còn có một ít thôi, chung mình cũng không có bán đổ bán tháo, người ta không có bán đổ bán tháo. Ai cần mình pin cao cấp thì mình tiếp thôi, chứ đó, 1 triệu đồng hoàn thiện là 1 triệu đồng, chưa kèm bà gói bảo hành nghe anh em. Pin siêu tải thì mình đóng phải đóng kẽm chập đôi, chứ không có đóng kẽm một lớp được. Với lại anh em mua mạch mình độ lại nghe, cho anh em dùng siêu bền, chỉ sợ là sợ con phép sạc thôi, chứ còn phép xả là vô tư, một xả trực tiếp hai độ phép. Anh em muốn cái nào thì anh em cứ liên hệ mình tư vấn thêm nha. Pin này là pin 21700, một quả pin về là 8A. Xả cao thì anh em lắp vào cái máy anh em nó chạy khác nha, nó tăng công suất lên khoảng 20-30%. Thay vì anh em xài những quả pin 40T đi, thằng này anh em chỉ cần đóng một hàng thôi là anh em thấy nó chạy mạnh hơn con mấy cục pin 40T rồi, kể cả 40T nó hai hàng đi, tại vì nó xả tới gấp đôi gấp ba lần 40T lần. Pin này năm rồi thì mình phổ biến cho anh em rất là nhiều. Năm nay thì cũng có khá để anh em trải nghiệm đó. Rồi pin này mình đóng hoàn thiện 1 triệu nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này, có nhu cầu thì món nào trên đây thì liên hệ mình, về nhớ kỹ hình thức mua bán của mình, nói rõ cho anh em, nhắc lại cho anh em những giá hàng giá trị thấp thì anh em có thể mua kèm thêm, hoặc là anh em mua COD thì anh em tự trả ship, còn chuyển khoản thì anh em cộng thêm một ít mình sẽ bao phí ha. Đó. Rồi cảm ơn.